Xin chào quý cô chú anh chị và các bạn nha. Đã đến với video tiếp theo của Cuộc Sống Sài Gòn TV về ẩm thực đường phố Sài Gòn. Hiện tại là em đang đứng tại địa chỉ nè quý cô chú anh chị và các bạn, 415 Cách Mạng Tháng 8, phường 13, quận 10 đó. Hôm nay ghé là vừa sầu riêng Hiếu Nghĩa thì rất là nhiều sầu riêng luôn, thiên đường sầu riêng luôn cô chú anh chị và các bạn. Gáo mặt dẻo cơm nha, không qua nữa hả? Rồi hả? Đây, Thanh đây, bữa nay cho Thanh tặng đồ đẹp quá. Anh ngộ quá à. Kỳ bữa nay mặc đồ đẹp cũng nói nữa. Có em nào bị ý hay không mà tặng đồ đẹp quá vậy? Có em nào mà anh nói đó? Bộ hộp gì đó? Bộ hộp nha, bộ hộp đó, hôm nay Thanh đẹp trai lắm bộ hộp ơi. À, nhìn thấy không? Khổ thân ghê. Khổ thân quá. Để cho anh trái bù muối vô thách thêm đi. À, đây bù muối nè. Anh bán rất là có tâm đấy quý cô chú. Bữa nay sầu về là bao nhiêu ký Thanh nè? Dạ đi 6 thì 90 anh ơi. Đi 6 là 90. Thái là 101. Thái là 101 à. Đi 6 là 90, Thái 101 nha cô chú anh chị và các bạn. Rồi Charlie. Charlie 101 anh ơi. Charlie 101 luôn hả? Còn gì nữa, còn mấy loại? Còn sữa hạt lép 90 nha. À, sữa hạt lép 90. Đó là giá của quầy sầu riêng Hiếu Nghĩa nha cô chú anh chị và các bạn. Cái này là gì em? Ri 6. Đây là ri 6. Sữa hạt lép đâu? Sữa hạt lép phía trong. Sữa hạt lép là chín quá đó chị. Chín quá ăn được con á. Ủa chứ mua thêm bán hả? Mua nguyên trái chứ mua nửa trái không bán. Ủa thì còn dư cái đó. Đây là sấu hữu nè, cô chú. Đây là sấu hữu nè. Em lựa chị đi 6 hai chai muốn cái nhỏ chị đó. Dạ, lấy cái thùng ra cho anh em. À lấy cái thùng cái nhỏ chị đó. Lấy cái thùng ra cho anh em. Cái gì? Lấy cái thùng của anh ra đâu? Cô đó bị cháy à. Để ý, người để ý đi. Bởi vì lúc Thanh vui vô số lượng nhiều quá. Nhưng được anh như Thanh chết rồi anh. Anh chết được nhiều Thanh? 355. 355 này là 355. 55. 355. 217. 217. 355. 217. 217. Thôi chị đó luôn đi. Tính thanh tiền đi em. Dạ. Tính nhà muối nhỏ nhỏ đó. Thích luôn. Muối nhỏ. Lấy chị cái đó. Đi cái nhỏ này, lấy cái nhỏ cho chị đi. Phải không? Con nữa này khó tiền lắm. Phải nha, sớm chắc chắn vậy. Đó là để bù. Dạ. Sớm chắc chắn vậy. Cái này không ngon. À. Cái này không ngon để lại rồi, yên tâm đi. Rồi. Giờ lấy lại cái khác đi, cân lại đi. Dạ. Đi thôi cái đó cho chị luôn đi. Không. Bán chị đi để chị thôi. Thì giờ cân lên ký nữa ký người ta trả. Nhiều thì rất nhiều. Lúc mà em cũng sẽ đặt được. Để cho chị đi. Cái 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 con tách ra cô chỉ cần về xé ăn thôi. Sao nó nhão quá vậy? Sầu riêng sáu hũ nó dẻo chứ không phải nó nhão cô ơi. Rồi lấy chị đi 6 hai trái thì mà lấy chai nó nhỏ đó. Có khán giả comment là anh giống diễn viên một cái diễn viên nào đó. Giống diễn viên chịu quân sự. Ờ không có, diễn viên khác nữa cũng khá là nổi tiếng. Có muối là nhỏ đó sư phụ. Hai trái. Con nhỏ đúng không? Đó, muối nhỏ. Còn chịu quân sự là khác rồi, chịu quân sự là nổi tiếng quá rồi. Ai đừng lấy chai mất vậy. Ăn mà chai là cô bán bao ai cho cô? Không có mất rồi. Rồi. Đừng hối hận nha. Cô chú anh chị và các bạn xem video á, thấy hay có thể là like, chia sẻ và đăng ký ủng hộ giúp Cuộc Sống Sài Gòn TV nha. Em có động lực con lửa là lửa cái video tiếp theo. Đăng ký để xem những video mới nhất của Cuộc Sống Sài Gòn TV. Ba trăm sáu mươi ngàn.
360. Có 6 với 200 là 560. Dạ đúng rồi. Ủa sao hủ sao mà nó nhão vậy? Dạ không phải nó nhão đâu cô, mà là do nó chín. Nó chín cây, nó gần như chín cây, để nó để hơi bị ướt ướt tí xíu thôi, nhưng ăn rất là ngon. Dạ, cô rất là vui. Cô gần đây không cô? Dạ. Kia là đóng vỏ nè cô chú, ngày nay hôm nay à, bởi vì là giữa mùa rồi, gần gần hút hàng rồi. Cho chị muối ăn thử bao ngọt bao béo luôn. Bao ngọt bao béo, bao đủ chả, bao gì nữa Thanh? Bao chuyển khoản à? Không, bao ngọt bao béo bao nhiều luôn. À, bao đẹp trai không? Ừ, đẹp trai thì cái đó tự người ta nhận xét thôi, em dám nói. Tự nhận xét hả? À. Bao rung tay luôn. Bây giờ em quay mà em không hỏi làm sao Thanh trả lời? Đúng rồi. Mà em hỏi thì cô chú nói là kêu sao là hỏi nhiều. Mình phải hỏi, mình phải chịu ra để cho Thanh trả lời chứ. Hoặc là phải hỏi thăm cô chú tới mua rồi nó mới vui chứ. Đúng rồi, không lẽ giờ như một cái cổ máy vậy chứ, cái khui không? Đứng quay khui không á, nhiều lúc em hỏi là cô là Thanh trả lời đó, là nhiều lúc Thanh có động lực để làm tiếp nữa. Chứ không lẽ giờ giống như cái máy có ngày chỉ đẹp cái khui không? Như vô chi vô giác là đâu có vui nữa đúng không? Mọi người đâu có thích nữa. Dạ. Trong đây có một muối nhỏ sượng nha cô, con bù cho con muối khác nha. Dạ. Vậy là cô biết lý do tại sao cái trái này không bán rồi đó. Sao? Muối bù. Là bù cho khách. Để bù cho khách. Bù hai muối luôn á cô. Không phải. Dạ. Trong đây có... Cô khách nó vui lắm. Chứ bạn bán sầu riêng mà khách mua thì bạn phải bán thôi, nhưng mà cái mua cái đó là bạn vẫn bù để bù. Cô chú thế này, bữa nay là anh thợ cắt tóc, bỏ nghề cắt tóc luôn, đi theo Thanh luôn. Hai trái hả? Bên kia là bên kia là 03 Quỳnh Thường Lộc nha cô chú anh chị và các bạn. 03 Quỳnh Thường Lộc là ba của Thanh phụ trách, ba của Thanh là bán cũng bù muối liên tục mà, liên tục bố nào con lấy à. Cái này mai ăn cái thì ngon. Cái hả mai? Cái này ăn bữa nay đi, cái này mai ăn bao nghe. Dạ 630. Cô ở gần đây không cô? Hả? Ở gần đây không? Ở Bình Thạnh là Vạn Kiếp. Dạ ở Bình Thạnh nè, ở Vạn Kiếp. Vạn Kiếp. Dạ vẫn bán có tâm lắm, bao ăn bao đổi thì coi YouTube đó. Dạ có khách là mua về nhà mà bị sượng á, đi nhà sượng xong là gọi điện cho bạn là vẫn trả bình thường, vẫn ship tới để mình giải dạ. Dạ. Các bạn ăn tám thôi rồi dạ. Ra đợi à, cái này là tách ra cho cô thôi à, về nhà tự vui em à, về nhà tự vui rồi 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 ra xe trả tiền. Hãy xem Cuộc Sống Sài Gòn TV nha cô. Rồi. Dạ, con ơi. Cô từ nhà chạy lên luôn á hả? Rồi. Dạ, cô xem YouTube cô chú anh chị và các bạn lên mua. Tầm khoảng là 8 giờ sáng là 8 giờ 8 rưỡi là bạn mở cửa hàng ra rồi. Bán mấy tư 9 giờ, bữa nay 9 giờ hả? 9 giờ đi chứ, 8 giờ mệt quá. 8 giờ mệt quá hả? Khách đợi lâu tôi nghiệp ta. Ừ. Sáng hồi sớm mới đuối. Tầm khoảng 9 giờ đi. Tầm khoảng 9 giờ nha quý cô chú. 9 giờ là đẹp. Còn ở bên Quỳnh Thiền Lộc thì sáng mở sớm. Đúng rồi, Quỳnh Thiền Lộc. 03 Quỳnh Thiền Lộc, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú, bên đó là ba của Thanh, cao thủ U65. Trời ơi, khui nhanh lắm, chú khui cực kỳ nhanh luôn. Đâu nói với chị với cô bé. Cái hỏi này gì nhỏ vậy? Sầu riêng sở hữu. Miếng hôn á. Dạ. Dạ nó tới 140 lần. Dạ.
Phải cho một đệ tử, một mình đệ tử đứng nhớ chứ không là nhiều lúc tôi đăng ký nhiều quá đó quay. Thế tối đi xong rồi ở Quỳnh Điền Lập là chạy đi đâu không? Lên xe tải. Xe tải hả? Đó. Đệ tử anh, đệ tử đời thứ tư của anh á bán trên khu công nghiệp Vĩnh Lộc á. Lên nó mưa tầm tã là thôi đi về luôn. 440 chiều hôm qua anh, chiều hôm qua hả? À, 440 tầm tã luôn. À dạ hả? Bỏ cái bọc đi, cái bọc rồi, cái bọc vàng anh. Đang đưa đi chú. Tắt cho luôn cô. Đây, bốn trái luôn hả? Bố Út nha, bố Út thấy Thanh, bố Út cái nói cập nhật thường xuyên anh Thanh. Anh Thanh đẹp trai, giống diễn viên tài tử. Mà giống cũng giống người nổi tiếng nữa. Hai trái này. Giống ai giống được giống trai trong trong nha. Để em cuốc anh để. Bởi vậy kêu lấy 300 đi dễ hối 200. Hối cũng chỉ 300 thôi là 270. Anh chưa có người yêu đó em gái. Em chịu làm anh rối. Đâu anh tự anh rối. Tự nhiên thấy gái là rung là sao? Trời ơi, mình thấy gái mà hàng gì là chưa có nhiều là phải. Phải mạnh mẽ lên xíu chứ. Đâu. Nên là anh Tuấn nha, anh Tuấn là cũng trai quê luôn nha. Trai quê là chưa có nhiều. Cô cầm tay đi. Để đụng vô tôi. Sao anh Tuấn? Sau thời gian một tháng đi Sài Gòn thì cảm giác Sài Gòn nó như thế nào? Nó khác ở quê mình không? Thấy xe không à? Thấy xe không à? Mà thấy ghế đẹp rồi không? Anh dẫn đi nhậu mấy lần rồi? Còn anh dẫn em không chứ em có dẫn đâu. Dạ hả? làm từ 9 giờ sáng cho đến 11 giờ đêm. Qua nửa đêm, tới 3 giờ sáng là từ 11 giờ đêm tới 3 giờ sáng đi đưa sầu riêng xuống. Ngày nào cũng qua bảo thành nhà luôn. Đó đây. Cái đây là Charlie phải không Thanh? Charlie bên kia. Bự nè đúng không? Đó Thái rồi. Thái hả? Thái lần 101 nha cô chú anh chị. Riêng Thái lần 101. Một lên một. Tôi nha. Tôi
125.000. Dạ. Hơn ký, hơn ký rồi, hơn ký. Để con coi cái chú ơi. Cái này không ngon rồi. Lấy cái khác em ơi. Cái nó bị non. Bị non. Cái này nó chú chắc ngon. Non. Đúng rồi. Cái gì đi anh? Dạ. Phải vô ký à? Cái 90. Thân 110 ngàn chú. Ngày nào cũng ngày như tống á. Dũng cũng qua vào thanh hết thanh đúng rồi kìa. Con nhỏ bắt sao? Dạ. Cái đó là sầu riêng sở hữu chú ơi. 110 ngàn ký. Giá gì? Để tăng luôn. Chờ đi. Dạ đi. Rồi. Lấy hộp ra. Bỏ vô hộp á. Dạ bỏ vô hộp nó không ngon chú vậy. Tôi tách ghẹ chú chỉ xé ăn á. Nó ngon hơn khui vô hộp nhìn thấy xấu lắm. Cái sầu riêng nó khui vô hộp nhìn thấy xấu lắm. Chú chỉ xé nhẹ lại ra. Lấy tay nhớ cúp qua điện thoại cho anh. 123.000 có được qua anh. Điện thoại không bằng iPhone 13 Pro Max. Nè nó nhẹ nhẹ gì nè. Mới chế là cái cách để lấy từ thẻ nhớ ra đó, điện thoại á thì nó cũng nhanh. Bỏ qua. Chú ăn sầu riêng khác đi chú. Ok, đã mở tài. Nó có chấm không, nó phải chỉ bò thì nhiều lắm. Chấm được. Dạ đúng rồi chị. Đi quá. Cái này để về tự khui tự xé cái này bây giờ. Được rồi, chỉ cần xé nhẹ này ra là ra nè. Dạ trong đó chưa chín chú ơi. Trong gỗ này mà chín chú. Mới phui cho chú. Bây giờ nó giống như nè, lấy được không? Người ta không lấy hả? Thôi. Mà loại thứ này nó lấy được không? Nó giống gì đây nè. Thôi anh chưa ăn quen nè, đừng lấy cái này. Rồi, lấy cái này giống lại. Không ăn về không ngon là không ăn này là không lấy cái trái đó chứ phải chú nãy. Gọi nó giống vậy nè. Cho anh trái đi sống thôi. Hỏi người ta có ăn loại này chưa, nếu mà ăn rồi hãy lấy rồi không ăn đừng có bán người ta mất công. Thì nó bị sao? 120 rồi. Nó ăn loại đó thì bị sao? Sở hữu. Tại vì là chú không ăn, chú nó 215.000. Cái này chưa? 120. Thì sớm loại đó ăn thì sao? Sao anh? Bao sớm hả? Sao không ăn thì sao? Nó ngổ thì chú. Hạt nó to. Về thân ơi. Dạ. Đi 6-90 chị ơi. Chai quen, khui sầu riêng. Hóc bôi, khui sầu riêng. Đủ tên hết. Anh đặt tên cho em với ai rồi đó. Cao thủ khui sầu riêng. Không, cho chú coi nè, chú ăn được chú mới ăn. Nó giống loại này nè. Khui ra nó sẽ như vậy đó, được thì chú lấy, không được thì dạ không, hàng to rồi nha. Bao nhiêu vậy em trai? 215. Này cầm đi em gọi cho cô đi, cái bây giờ mà xin nhớ là tới 7 giờ là không kịp rồi. Ai vậy? Trời ơi, sao nãy giờ không nói, không cho tập trung cái đơn nó đi trời. Biết lần nha. Cái này ngoài. Bữa sau mình canh bữa chủ nhật á, khi ăn khách hàng á, mình tiễn em mấy em chân dài ra, mình đứng hàng trước cái nè. Trời ơi được đó. Mình đi ăn khách hàng chứ trời ơi. Mình mới tiễn em chân dài như thợ hút tóc qua thì thôi là bó tay rồi.
chỉ có mấy anh thôi đúng không, cao thủ hơi tóc. Cái này mới vừa chín tới nha, nó béo lắm. Để nó chín rưỡi hả? Chín rưỡi nghe. Nó phải cứng. Trời ơi khổ quá, mỗi lần mình giải thích mệt luôn á. Khó giải thích. Mỗi loại sầu riêng nó mỗi khác á chú. Dạ. Cái loại đây là ri sấu. Bây giờ sấu, nè, ví dụ nếu mà mấy anh chị vô dạ, cái ăn nào nói nó chín quá là nó sẽ này. Còn nó vừa chín tới thì nó rố. Dạ. Dạ thì bây giờ chú ăn, ví dụ như chú ăn, chú muốn ăn chín, chú muốn ăn nhão á thì bạn cứ tìm cái trái chín chín ngùng cho chú. Dạ. Còn mà ăn vừa thì bạn sẽ tìm cái trái vừa. Dạ. Sấu hữu thì nó khác rồi, cha ly nó khác, rồi thái nó khác. 240 ngàn. À, cho chú trái nhão thì nhão. Giờ kiếm cái nhão thì nhão hơi bị khó nha. Nhão thì nhão thì ăn là sữa hạt lép thôi. Sữa hạt lép. Nhưng mà sữa hạt lép thôi hết chín luôn rồi. Như sáu chín nhão thì nhão giờ này không còn. Còn thái là chưa chín, mình nhão thì vừa cũng còn nữa, giờ cũng còn. Cái khô, nó chỉ còn được như vậy nè. Bây giờ khô ép không á? Dạ, khô ép à. Khô ép thì ăn nó béo hơn. Nó khô, nó khô rồi, nó khô mà nó béo. Còn nhưng mà chỉ là ngọt thôi. Thường nhiều cô chú á thì thích ăn nó chín mềm hơn, dễ ăn hơn. Lớn tuổi á. Dạ. Đây lửa trong tìm đứa anh tìm nè, cho cái này được nè. Ờ tìm cho chú. Ủa sao trái này là bỏ vô chỗ? Còn nãy cần cho ta. Bây giờ rồi chỉ còn trái này nữa chú. Còn tô kiếm còn trái thứ hai đâu. Chú loại nhão đúng rồi. Còn trái thứ hai nữa. Cái nhảo cho chú ngay trước. Cái nhảo cho chú trước. Dạ dạ. Cái này của ai? Của cô này. 290 ngàn. Dạ. Máu vô luôn á. Quay đi. Rồi, ừ, trả đi. Ok. Dạ đi xuống. Ngon không? Không. Đóng chai được không chị? Ừ, ok. Dạ. Bây giờ chỉ còn khô ráo mà. Thì con sẽ xuống cái loại mà dẻo đó là nó không còn lộn ra mà nó nhão nó không còn. Đừng có kêu tôi. Mấy giờ mặc quần đùi nữa hả? Mấy ông để ý, mấy ông xôi cũng chỉ quần gì của tôi ghê thì tôi vô tình mấy ông xôi nữa. Của tôi là chọc cười của mấy người à. Hàng gì nhiều cô chú tới kêu nó bằng quần đùi nó hơi rách mà sao kỳ vậy, bây giờ không thấy. Đây là cô chú, sầu riêng rất là nhiều luôn. Này bạn bè rất là nhiều sầu riêng luôn. Để mình vô trong coi, quay cho cô chú anh chị và các bạn nè. À đây là chín quá nè cô chú anh chị. Đây là chín quá nè. Ri sấu nè. Sấu hữu nè. Còn sấu hữu này trái bự quá trời luôn. Sấu hữu này trái rất là bự luôn. Ri sấu.
rất là nhiều trái bự. Đó, cô chú anh chị và các bạn nhìn thấy không, đường đây là đường Cách Mạng tháng 8 buổi chiều. Hướng này là hướng về công viên Lê Thị Riêng cũng như là ngã tư Bãi Hiền nữa cô chú anh chị. Mình đi tầm khoảng 3 cây số nữa là tới bệnh viện Thống Nhất, ngã tư Bãi Hiền đó, tới bệnh viện Thống Nhất. Đây là một trong những cái tuyến metro Bến Thành Thâm Lương nha, metro số 2 của Sài Gòn. Hiện tại là đường Cách Mạng tháng 8 á, nó đang được giải tỏa. Đang được giải tỏa rất là nhiều luôn. Còn cái hướng này đó là ngã 6 Dân Chủ nha quý cô chú anh chị và các bạn. Xuống ngã 6 Dân Chủ, từ đây đi xuống ngã 6 Dân Chủ tầm khoảng 700m đến 1 cây số hả, là nhìn thấy là nếu mà cô chú anh chị nào mà từ ở dưới góc đó chạy lên thì gần đó. Địa chỉ của em đây. Đây là rác đúng không? Còn quá hả? 6 đây. Cái lô này, cái lô là còn cái này bỏ cục mỏng luôn á. Bây giờ đổi vị trí em thăng. Em băm em qua quay. Ok, chơi. Giờ không? Chơi. Đậm không? Dứt. Cái hộp kia là bao nhiêu một hộp đó Thành? Cái hũ 100 ngàn đồng giá thôi. À, trong đó là 100 ngàn hả? Quay trong đó là hỏi ngay là 100 ngàn. Dạ. Rồi, thấy nói gì nữa nha. Sao anh, qua bên này thấy sao? Bên này vui hơn bên Quỳnh Tiền Lộc không? Gái nhiều anh ơi. Hả? Gái nhiều. Gái nhiều hơn hả? Dạ. Bên này ngắm gái nhiều hơn đúng không? Dạ. Chân dài. Chân dài. Ờ. Đỏ hơn. Em chỉ như đó thôi. Ờ. Đỏ hơn hơi tóc bên kia đúng không? Bên kia có mà. Hả? Ờ, hơi tóc mà mấy anh nam không mà. Cứ mua sao một cái. Nhậm nhậm đắt đắt. Cà ly. Dạ. Ngon ngon chứ. Ngon nhậm đắt nha. Không có ba vị luôn á. Cái này là 104. Về nó hủ đúng không? Dạ, nó hủ cái này. Lấy một cái thử nước mùi. Đúng không? Bỏ thôi. Bỏ còn. Cái này nó đủ đây nè. Mùi này. Rồi, cuộc sống Sài Gòn TV xin cảm ơn quý cô chú anh chị và các bạn rất nhiều nha. Hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn trong video tiếp theo của cuộc sống Sài Gòn TV. Bye bye, nhớ like, subscribe và chia sẻ giúp em nha.